Chắc hẳn các bé đã nghe nhắc về chú cuội trên cung trăng vào mỗi dịp trung thu phải không nào? Vào đêm trăng tròn ngày rằm tháng 8, khi nhìn lên trên trời, ta hay thấy những vệt lõm của mặt trăng và có hình như một cây cổ thụ và một đốm nhỏ dưới gốc cây. Đó chính là chú cuội đang nhìn ngắm các bạn nhỏ chơi trung thu dưới mặt đất đó. Làm thế nào mà chú cuội lại bay được lên tới tận mặt trăng và ở trên đó mãi không về? Để tìm hiểu rõ hơn, hôm nay chú Ninh Tùng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện cổ tích, sự tích chú cuội cung trăng nhé. Sự tích chú cuội cung trăng. Ngày xưa, có một người tiểu phu tên là Cuội. Một hôm, như mọi ngày, Cuội ta vác rìu vào rừng sâu kiếm củi. Đi đường đã lâu, Cuội bèn ngồi nghỉ bên một con suối. Giật mình thấy một cái hang cọp, trước hang cọp có bốn con cọp con đang vờn nhau. Cuội liền xông đến vung rìu cho mỗi con một nhát. Bốn con cọp ngã lăn ra đất, cọp mẹ vừa kiếm ăn về, thấy thế thì gầm lên kinh hoàng. Cuội sợ hãi vội trèo lên một cây cao gần đó. Từ trên cây nhìn xuống, Cuội thấy con cọp mẹ đau đớn lồng lộn vì đàn con đã chết. Lát sau, con cọp mẹ lẳng lặng đi đến gốc cây chỗ Cuội nấp. Tưởng rằng cọp mẹ đến trả thù Cuội, ai dè nó ngoạm một ít lá về nhai mướm cho con. Kỳ lạ thay, chỉ một lát sau, bốn con cọp con đã vẫy đuôi sống trở lại, đứng vờn quanh mẹ. Mẹ cọp vội vã tha con đi nơi khác an toàn hơn. Cuội nghĩ rằng cây kia chắc hẳn là một cây quý, bèn đợi mẹ con cọp đi ra khỏi mới tụt xuống tìm đến cây đào mang về. Đang đi thì Cuội gặp một ông lão nằm chết bên bãi cỏ. Cuội liền bứt ngay mấy lá nhai mớm cho ông. Thật khó tin làm sao, vừa mớm xong, ông lão mở mắt ngồi dậy. Ông lão ngỡ mình đã chết, bỗng nhiên tỉnh lại thì thấy làm lạ lắm. Ông liền hỏi Cuội, Cuội thật thà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vừa dứt thì ông lão thốt lên, trời ơi, loại cây này hẳn là loại cây có phép cải tử hoàn sinh đó con trai. Trời đã ban cho con để con có thể cứu giúp dân lành đó. Con hãy mang về chăm sóc cho cây thật tốt, nhớ là tưới cây bằng nước sạch, đừng tưới nước bẩn mà cây bay về trời nhé. Nói rồi, ông lão chống gậy đi. Cuội hăm hở gánh cây về nhà trồng ở một góc vườn phía đông, luôn nhớ lời ông lão dặn, ngày nào cũng tưới bằng nước giếng trong. Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội đã cứu giúp được rất nhiều người. Phàm là người hiền lành, chất phác, dù xa mấy, Cuội cũng đến cứu giúp. Cuội được dân làng vô cùng yêu mến. Một lần nọ, đang đi ra suối gánh nước, Cuội bắt gặp một xác con chó chết trôi sông. Cuội vớt con chó lên, lấy lá cây thần mớm cho chó sống lại. Chó tỉnh lại thì vẫy đuôi tíu tít, cuốn quýt bám theo tỏ lòng biết ơn. Từ đó, một người một chó đi đâu cũng có nhau. Lại một lần khác, đang ngồi tỉ tê trò chuyện với chó thì một phú ông hớt hải chạy đến tìm Cuội cứu lấy con gái mình vừa sải chân chết đuối. Cuội vui vẻ mang thuốc lá chứa cho cô gái. Một lát sau, cô gái mở mắt tỉnh dậy, da dẻ hồng hào như cũ. Thấy Cuội cứu mình, cô xin cha cho làm vợ Cuội. Phú ông bằng lòng đồng ý cho cô về ở với Cuội. Cuộc sống của Cuội cứ thế êm đềm và hạnh phúc. Cho đến một ngày nọ, có bọn cướp đi qua nhà Cuội, nghe nói Cuội có phép cải tử hoàn sinh. Chúng bèn tính kế giết vợ Cuội rồi moi ruột gan vứt xuống sông. Chúng nghĩ thầm, thế này thì có thần thông đến mấy cũng không cứu được. Rồi chúng bỏ đi. Lúc Cuội về nhà thì vợ đã chết từ bao giờ. Cuội mớm bao nhiêu lá cũng không sống dậy, thân thể lạnh ngắt như cũ. Cuội đau đớn cứ ôm xác vợ mà khóc. Thấy chủ như thế, con chó mới lại gần.
xin được hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ để trả ơn cứu mạng. Quậy chưa làm thế bao giờ, nhưng còn nước thì còn tát, đành mượn ruột chó thay vào ruột người xem sao. Bỗng nhiên lúc sau, chị vợ sống dậy, trẻ đẹp như xưa. Hai vợ chồng ôm nhau, vừa mừng vừa tủi. Thương chó có tình nghĩa, Quậy nặn thử bọ ruột bằng đất, đặt vào bụng chó, mớm chó một ít lá và sau đó cũng sống lại. Từ đó, vợ chồng càng khăng khít, chủ chó càng thân nhau hơn. Ngậm một nỗi, từ đó vợ Quậy bỗng đổi tính khác, cứ nhớ nhớ, quên quên. Quậy vừa dặn xong thì lại quên, nhiều lúc làm Quậy bực mình. Ngày nào cũng phải dặn đi dặn lại vợ không được tưới nước bẩn vào cây, nhưng rồi chị vợ lại cứ lũ lẫn đi mất. Hôm ấy, Quậy vào rừng kiếm củi. Trước khi đi, Quậy có dặn vợ: có tiểu thì tiểu bên tây, chứ tiểu bên đông cây bay về trời. Chị vợ quên béng mất, cứ nhắm bên đông mà tiểu. Vừa tiểu xong thì bỗng đất rung rung chuyển mình, cây chao đảo, gió thổi ào ào, cây đa chồi gốc bay lên khỏi mặt đất. Quậy vừa về thấy thế, vội hốt hoảng vứt ngay gánh củi, bỗng chạy đến tóm lấy gốc cây. Nào ngờ cây đã bay quá đầu người, không tay nào giữ cây nổi. Quậy nhất định không buông tay, thành ra cả người, cả cây cứ thế bay lên trời. Từ đó trở đi, Quậy luôn ở cùng trăng với cái cây quý của mình. Mỗi năm, cây chỉ rụng xuống biển một lá, bọn cá heo trực sẵn, khi lá rơi xuống mặt nước là chúng tranh nhau đớp lấy, coi như món thuốc quý để cứu chữa cho tộc loài chúng. Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ, có người ngồi dưới gốc, người ta gọi cái hình ấy là hình chú Quậy ngồi gốc cây đa. Vậy là câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Chú Quậy tìm thấy cây thuốc chữa bệnh cho người, nhưng không may vì sự đáng trí của cô vợ mà cả cây cả người bay về trời. Chuyện cổ tích này còn có tên gọi khác là cây thuốc cải tử hoàn sinh. Ca dao dân ca Việt Nam biết rất nhiều về sự tích chú Quậy cùng trăng. Thằng Quậy ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Ông thời cầm bút cầm nghiên, ông thời cầm tiền đi chuộc lá đa. Trong kho tàng chuyện cổ tích nước mình cũng có một nhân vật tên là Quậy, nhưng nhân vật Quậy này lại là một nhân vật hay nói dối, thậm chí nhờ biệt tài nói dối mà Quậy đã đạt được ngai vàng và lên làm vua. Chuyện cổ tích về Quậy nói dối này còn có tên gọi là Nói dối như Quậy. Hy vọng ngày hôm nay các bé được biết thêm một sự tích Việt Nam thật hay để kể lại cho các bạn nghe. Chúc các bé thật vui.